Xin chào tất cả các bạn. Trong video sẽ hướng dẫn thực hành chuyển đổi giá trị từ hệ thập phân là hệ cơ số 10 mà chúng ta thường sử dụng sang hệ bát phân là hệ cơ số 8 và ngược lại. Thực hiện chuyển đổi giá trị 450 từ hệ cơ số 10 sang hệ opto là hệ cơ số 8. Thực hiện chuyển đổi giá trị 450 ở hệ cơ số 10 thành giá trị opto ở hệ cơ số 8 thì sẽ thực hiện phép chia cho 8 vì đích đến là sẽ chuyển giá trị 450 thành giá trị ở cơ số 8 và bước đầu tiên sẽ thực hiện là 450 chia cho 8 sẽ được là 56 và dư 2 tiếp đến sẽ lấy 56 chia cho 8 sẽ được 7 và dư 0. Lấy 7 chia cho 8 thì sẽ được 0 và dư 7. Chúng ta lưu ý là khi phần thương này bằng 0 thì dừng thực hiện phép chia và sẽ viết các cái giá trị ngược lên trên thì sẽ nhận được 7 0 2 đây là giá trị ở hệ cơ số 8. Và bước tiếp theo, chúng ta có thể chuyển đổi giá trị 702 ngược trở về hệ cơ số 10. Thì trước hết sẽ viết trở lại giá trị 702 và xác định vị trí của các cái chữ số ở trong cái giá trị. Số 2 thì ở tại vị trí 0, số 0 thì ở tại vị trí 1 và 7 tại vị trí 2 viết lại các cái giá trị chữ số 7 0 và 2. Sau đó sẽ tạo ra 8 mũ thì sẽ xác định vào vị trí 8 mũ 0, ở đây là sẽ xác định vị trí 8 mũ 1 và 8 mũ 2 thì sẽ xác định là 8 mũ 2 như thế này. Thực hiện tính toán 2 nhân với 8 mũ 0, 8 mũ 0 sẽ là bằng 1 và 2 nhân với 1 là bằng 2 và kết quả là 2. 8 mũ 1 thì là 8. 0 nhân với 8 sẽ là 0 và 8 mũ 2 là bằng 64. 7 nhân với 64 là 448. Cộng tổng của 448 cộng 0 cộng cho 2 thì kết quả nhận được là 450 ở hệ cơ số 10. Để có thể kiểm tra được cái kết quả thực hiện chiến đấu giữa các cái hệ cơ số thì chúng ta sử dụng một cái chương trình rất là hay ở trong Windows đặt tên đó là Calculator và chạy chương trình Calculator. Ở trong chương trình sẽ kích vào và thực hiện là lựa chọn chế độ tính toán Programmer. Ở trong này thì chúng ta có thể kích vào Standard là tính toán bình thường như thế này hoặc là tính toán cho scientific, tức là tính toán cho khoa học thì bao gồm rất là nhiều các cái function ở trong này. Và sử dụng chế độ thực hiện tính toán cho programmer thì chúng ta sẽ thấy được là các cái hệ cơ số, cơ số 16, cơ số 10 là ngầm định, cơ số 8 octo và cơ số nhị phân đó là binary. Và gõ vào giá trị 4, 5, 10 và chúng ta sẽ thấy được các cái giá trị được uh, chuyển đổi. Đây là cơ số 2, cơ số dị phân, cơ số hexa, cơ số 10 và cơ số opto tức là 702 là giá trị mà chúng ta đã thực hiện chuyển đổi được trong phần demo. xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn